Alo, hello. Vâng, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của RD Trần Hiệu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với cái series tắc ruột. Và triệu chứng hôm nay chúng ta học đó là triệu chứng chướng bụng. Học bài này, các bạn phải trả lời cho tôi được những câu hỏi sau đây. Là bệnh nhân có chướng bụng hay không? Mức độ chướng bụng như thế nào? Chướng bụng đó có phải là do tắc ruột gây ra hay không? Và cơ chế của chướng bụng là gì? Đầu tiên, chúng ta làm một cái câu hỏi đầu tiên đó là bệnh nhân có chướng bụng hay không? Thế thì cái thuật ngữ đầu tiên mà các bạn cần phải nhớ đó là đầy hơi. Đây là một triệu chứng hoàn toàn chủ quan của bệnh nhân. Bệnh nhân cảm giác đầy hơi. Nói với chúng ta là bác ơi, tôi thấy đầy hơi, khó chịu lắm. Để có cái triệu chứng này thì bệnh nhân là nghĩ là mình có hơi trong dạ dày, ở trong ruột. Hoặc là bệnh nhân ở đã hơi. Và thường bệnh nhân bị rất nhiều lần rồi. Và những bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa hay viêm dạ dày, tá tràng thì bệnh nhân có những cái triệu chứng này. Thế thì cảm giác chướng bụng, chướng bụng này là một cái triệu chứng vừa mang tính chủ quan của bệnh nhân, vừa là triệu chứng khách quan. Về chủ quan thì bệnh nhân cảm thấy chướng bụng và bệnh nhân nhìn thấy chướng bụng. Thế chướng bụng là thế nào? Tức là bụng to ra, giãn ra, chướng lên. Và đương nhiên là bệnh nhân đã phải thấy khó chịu. Thế thì nếu ban đầu chúng ta chưa biết đó là dịch, đó là khí hay không, trong hay ngoài lòng ruột, thì chúng ta chỉ ghi là chướng bụng thôi. Mà thông qua lâm sàng, qua cận lâm sàng mà chúng ta biết được đó là hơi, đó là dịch ở đâu, trong hay ngoài lòng ruột, thì chúng ta mới kết luận được. Ví dụ là gì? Chúng ta nói là nhiều hơi trong đại tràng, nhiều hơi ở trong các quai ruột non, hoặc là có mức khí, mức dịch ở ở đại tràng hoặc ở ruột non. Thuật ngữ tiếp theo chúng ta cần phải học đó là cổ trướng. Chúng ta nhớ nhé, trướng bụng và cổ trướng. Một số anh miền Nam thì gọi đây là báng bụng. Thế thì khi nào chúng ta khẳng định được bụng trướng đấy mà trong lòng trong khuếch khoang phúc mạc đấy là dịch thì chúng ta mới gọi là cổ trướng. Thì thông qua gì? Nhìn sờ gõ nghe, thông qua chọc hút, thông qua gì? Cận lâm sàng. Chúng ta biết được cái dịch đó nằm trong khoang phúc mạc chứ không phải nằm trong lòng ruột. Cái thuật ngữ tiếp theo là bụng béo. Thế thì một số các bệnh nhân đến với chúng ta là bụng béo, chúng ta không rõ là có phải bụng trướng hay không. Thế chúng ta hỏi thế nào? Bác ơi, bụng to thế này lâu chưa? Mà nếu là bụng béo thì đương nhiên người ta bị từ lâu rồi. Đấy. Và khó ở cái chỗ là gì? Khó ở cái chỗ là trướng bụng ở trên nền bụng béo. Thế thì nếu như chúng ta chưa khẳng định được đó có phải là trướng bụng hay không thì chúng ta ghi là gì? Chúng ta ghi là không rõ trướng bụng. Còn nếu chúng ta ghi không rõ trướng bụng là chúng ta ghi phải rõ là gì? Khám không rõ trướng bụng. Nhưng chúng ta phải ghi thế nào? Bệnh nhân cảm thấy trướng bụng rất rõ ràng. Tiếp theo bằng lâm sàng hoặc bằng cận lâm sàng mà chúng ta gì? Chúng ta biết được có gì? Có ruột giãn, có hơi, có dịch vân vân. Thì chúng ta lúc đó chúng ta mới ghi là bệnh nhân có chướng bụng, bụng béo và có chướng bụng. Đó. Rất rõ ràng. Tiếp theo chúng ta phải khám chướng bụng như thế nào? Đương nhiên và thông qua lâm sàng, cận lâm sàng.
Thế thì thường cái chướng bụng ấy nó không phải là cái triệu chứng chính khó chịu nhất làm cho bệnh nhân phải đến viện, mà thường đó là đau bụng. Thế nếu bệnh nhân mà không nói thì chúng ta phải hỏi là gì? À, bác có thấy chướng bụng không? Nếu mà bệnh nhân gì? À, không nói thì chúng ta hỏi gì? À, bác bụng to thế này lâu chưa? Tiếp theo, nếu bệnh nhân bảo gì? À, tôi bị to lâu lắm rồi. Hoặc là bệnh nhân bảo vừa mới thôi. Thế chúng ta hỏi tiếp gì? À, có trước đau hay là chướng bụng sau đau? Hay là bụng to thế này trước hay là sau quý trung đại tiện? Thế ta hỏi tiếp là gì? Bác thấy chướng bụng nhiều hay là vừa hay là chướng ít thôi? Đây là cảm giác của người ta, người ta hoàn toàn người ta có thể trả lời được. Nhưng có bệnh nhân người ta lại không khái quát được, không trả lời được, người ta bảo tôi cũng không biết. Không biết tức là gì? Lúc này cái chướng bụng của bệnh nhân không làm ảnh hưởng cho bệnh nhân khó chịu, nên người ta không để ý, không biết. Thế thì lúc này gì? Chúng ta phải hỏi tiếp là bác có thấy khó thở không? Đấy, toàn thân có khó chịu về cái chướng bụng này không? Và có ảnh hưởng gì đến cái hoạt động này không? Để chúng ta lượng giá xem mức này, mức độ chướng bụng như nào. Về khám thì đương nhiên chúng ta phải khám toàn thân rồi, những cái thứ tôi vừa nói xong. Về tại chỗ chúng ta nhìn, chúng ta nhìn sơ qua. Mà sơ qua chúng ta phải gì? Nhìn nhiều lần, nhìn kỹ vào chứ không phải sơ qua được. Về hình dạng chung của bụng, bụng thon mềm hay không? Đương nhiên chướng bụng thì bụng không thể thon được. Bụng to như nào? To đều, chướng đều hay chướng lệch? Đấy. Hay là bè ra hai bên, và các triệu chứng khác kèm theo như ví dụ như sẹo mổ hay tuần hoàn bằng hệ, hay là triệu chứng rắn bò trên bụng bệnh nhân. Đương nhiên là phải sờ rồi, và đương nhiên là phải gõ rồi. Để làm gì? Chúng ta định hướng được cái chướng bụng là do cái gì? Dịch hay là khí hay là kết hợp? Định hướng nguyên nhân xem nó là cái gì, và đương nhiên là phát hiện các tổn thương khác kèm theo. Ví dụ gõ vang, vang ở đâu? Vang vùng trước gan chẳng hạn. Ví dụ gõ đục vùng thấp ở đâu? Ví dụ là ở vùng hạ vị, ví dụ ở hai bên mạn sườn, hoặc là khu trú, hoặc là gì? Sờ chúng ta thấy bụng chướng căng, hoặc là bệnh nhân lại sờ đau khắp ở bụng, hoặc là chúng ta sờ gì? Thấy lọc sọc khí dịch. Và đương nhiên là phải nghe rồi. Nghe để xem gì? Có nhu động ruột hay không? Trong liệt ruột sẽ mất đi nhu động ruột. Và cận lâm sàng chúng ta xem ruột có giãn không? Có chứa khí hay chứa dịch, cái mức khí dịch nào không? Hay trong ổ bụng có dịch tự do không? Phân loại chướng bụng, cái này các bạn cũng mới nghe đây, và tôi cũng phải nghiên cứu rất là nhiều. Và bằng kinh nghiệm tôi đưa ra một số những cái phân loại sau. Và các bạn nếu áp dụng được, nhớ được và áp dụng cho riêng mình thì rất là tốt. Cái thứ nhất về hình dáng, chướng đều, tức là toàn bộ bụng chướng. Không phải là chỗ nào cũng đều như nhau đâu, tức là chỗ nào chúng ta cũng thấy chướng, và không có chỗ nào nổi trội hơn chỗ nào. Ta gọi là chướng đều, chứ không phải là đều như hình tròn hay hình cầu đâu, không có đâu. Mà đương nhiên rồi, chúng ta có thể gặp cả tắc ruột cao và cả tắc ruột thấp đều có thể chướng đều, không gì là không thể. Hay chướng lệch, nếu chỉ là một vùng thôi, ví dụ như ở hạ vị thì chúng ta ghi là bệnh nhân chướng ở hạ vị. Đấy. Ví dụ như bệnh nhân có cầu bàng quang, có u ở hạ vị, u ở tiểu khung. Nếu chướng ở vùng nào đó mà bạn thấy được, khẳng định được đó là quai ruột thì hãy ghi là quai ruột nổi. Nếu không, đừng vội ghi là quai ruột nổi, bởi vì nếu ghi là quai ruột nổi thì khả năng coi chừng đó là xoắn ruột, mà xoắn ruột thì phải mổ cấp cứu đấy. Nếu chướng toàn bộ ổ bụng và có vùng chướng nhiều hơn, lấy ví dụ như cái hình này,
Đấy, thì chúng ta ghi là trướng toàn bộ ở bụng nhiều hơn và lôi ra ở rốn trên bệnh nhân này. À, chúng ta thấy trướng đều và bè ra hai bên ở vùng rốn thì lồi ra, và chúng ta ghi cái khối lồi là kích thước là bao nhiêu, ra cái vùng khối lồi là như thế nào. Đó. Và tiếp theo, à, bè hai bên. Cái bè hai bên này có khi là ở trên bệnh nhân này thường là những bệnh nhân sơ gan có cổ trướng lâu ngày làm cho rốn bị lồi ra. Phân loại tiếp theo là tôi muốn nói đến mức độ của trướng bụng. Tôi dựa trên hình dáng, trên cận lâm sàng và trên toàn thân. Thế thì mức độ ít, tức là hình dáng của bụng thay đổi ít, không đáng kể, và bệnh nhân không để ý tới. Bệnh nhân không khó thở, bệnh nhân không than phiền về cái trướng bụng này. Và quai ruột thì trên siêu âm chúng ta thấy giãn ít và chiếm một phần ở bụng. Một phần đây là chúng ta đấy, một phần tư ở bụng theo phân chia phần tư. Trướng bụng mức độ vừa, à, tức là hình dáng của bụng thay đổi đáng kể, nhưng gì, à, nhưng không làm mất ranh giới giữa ngực và bụng, chưa vượt qua bờ sườn. Trên siêu âm thì chúng ta thấy quai ruột giãn vừa đây. Đây là cảm giác đây. Và chiếm 1 phần 2 đến 2 phần 3 của bụng. Và vẫn còn khoảng cách giữa các quai ruột. Thế không phải quai ruột người ta chỉ chướng ở vùng này, hoặc là vùng này đâu, mà nó gì? À, có thể nó tràn đều là các ổ bụng. Nhưng chúng ta thấy các quai ruột vẫn còn khoảng cách giữa các quai ruột với nhau. Và toàn thân thì đã ảnh hưởng đến động tác thở của bệnh nhân, nhưng không gây khó thở. Ảnh hưởng đến hoạt động vệ sinh cá nhân hàng ngày. Bệnh nhân có than phiền và gây phiền toái cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân còn chịu đựng được. Bệnh nhân trướng bụng nhiều. Đấy, và như cái hình này thì chúng ta gọi là bệnh trướng căng bụng, trướng căng. Thế gì? Bụng căng giãn, căng to vượt quá bờ sườn. Là trường hợp như bệnh nhân này thì vượt mặt. Vượt mặt tức là thế nào? Khi chúng ta bệnh nhân nằm thấy mà chúng ta nhìn ở dưới lên là chúng ta không nhìn thấy mặt của bệnh nhân nữa. Đây, trên siêu âm thì nhìn thấy gì? Quai ruột giãn toàn bộ, chiếm đầy ổ bụng, các quai ruột san sát nhau, không có khe nào để chúng ta lách vào ổ bụng được. Cái này nếu như các bạn phẫu thuật nội soi thì cái phân loại này khá là hữu ích cho các bạn. Để xem gì? Để các bạn lượng giá được bệnh nhân này có mổ nội soi được nữa hay không. Và đương nhiên ở trên lâm sàng thì bệnh nhân trướng bụng nhiều thì bệnh khó thở. Bệnh nhân không làm được hoặc khó làm những công việc vệ sinh hàng ngày. Đấy, bệnh nhân cần giúp đỡ và cần can thiệp. Tiếp theo, trướng bụng này có phải do tắc ruột hay không? Đây là câu trả lời mang tính chất gì? Khó, đòi hỏi phải đào sâu suy nghĩ và tư duy biện chứng. Và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta giải quyết cái mối mâu thuẫn này như nào. Đương nhiên rồi, tôi cũng nói từ kỳ trước, trướng bụng này chỉ có ý nghĩa hoặc đúng với tắc ruột khi nằm trong hội chứng tắc ruột. Nếu các bạn không ghi hội chứng tắc ruột mà bạn xếp cái trướng bụng này vu vơ ở đâu đấy, thì khả năng trướng bụng này không phải là do tắc ruột, mà trướng bụng này có thể là do rối loạn tiêu hóa nào đấy. Nói như thế, nhưng chúng ta phải phân tích như thế nào. Bệnh nhân trướng bụng nhưng kèm theo đau, kèm theo nôn, bí trung đại tiện, thì khả năng nhiều bệnh nhân là tắc ruột rồi. Bệnh nhân gì? Có trướng bụng, có thể đau, có thể nôn và ỉa nhảy báu, khả năng tắc ruột do lồng rồi, hoặc là do u rồi. Trướng bụng nhưng bệnh nhân không đau hoặc rất ít đau, bệnh nhân có nôn, có bí trung đại tiện thì khả năng là liệt ruột rồi. Bệnh nhân có trướng bụng nhưng không đau mà chỉ có bí trung đại tiện thôi, thì khả năng là bệnh nhân liệt ruột nhưng chưa đến giai đoạn gây đau. Hoặc là bệnh nhân táo bón rất nặng, trên lâm sàng rất là hay các bạn. Nhưng bệnh nhân táo bón rất là nặng, khi đến với chúng ta khám thì bệnh nhân trả lời là bí trung đại tiện.
đấy, có trướng bụng nhưng bệnh nhân không đau bụng. Và đương nhiên để khẳng định rõ 100% hoặc chính xác thì chúng ta phải có cận lâm sàng đi kèm. Cận lâm sàng đó có X quang ổ bụng, có CT ổ bụng, có siêu âm ổ bụng và có những hình ảnh của tắc ruột và có nguyên nhân của tắc ruột, thì trướng bụng này hoàn toàn là có ý nghĩa nằm trong hội chứng tắc ruột. Trướng bụng này khả năng không phải tắc ruột đâu. Khi nào? Khi bệnh nhân chỉ bí đại tiện thôi mà không bí trung tiện. Bệnh nhân vẫn trung tiện được thì khả năng bệnh nhân bị táo bón đấy. Trướng bụng này mà kèm theo nôn, đau nhưng bệnh nhân ỉa toé phân thì khả năng không phải tắc ruột đâu, là do nhiễm trùng nhiễm độc ăn uống đấy. Nên đừng có anh nào mà chuyển bệnh nhân lên mà bệnh nhân ỉa toé tà loe ra mà có trướng bụng mà ghi là tắc ruột là không hay tí nào đâu. Tiếp theo diễn biến đương nhiên rồi, chúng ta cũng có 3 loại diễn biến: tăng dần, lúc tăng lúc giảm hoặc là mất đi, thì tương ứng với các phần sau. Nếu nguyên nhân không được giải quyết thì trướng bụng tăng dần là đúng rồi. Nhưng chúng ta thấy có lúc tăng có lúc giảm, tức là có lúc bán tắc lúc không. Có gì? Lúc nào bệnh nhân tăng nhu động, ruột dồn ruột giãn ra thì nó lại trướng lên. Nếu như nguyên nhân được giải quyết, ví dụ là cái yếu tố gây tắc ruột sau mổ bệnh nhân liệt ruột, khi bệnh nhân đã trung tiện rồi thì bụng hết trướng. Hoặc là khi bệnh nhân nôn nhiều hoặc đặt xong dạ dày lên thì bệnh nhân đỡ trướng bụng ngay. Ta nói tiếp về cái cơ chế trướng bụng như nào. Thứ nhất là lưu thông của các chất lòng ruột bị chặn lại, thần kinh chỉ huy bị liệt mất đi, thì làm cho gì? Hơi trong lòng ruột, dịch trong lòng ruột tăng lên, mà hơi với dịch cứ tiết ra cứ nuốt vào, vi khuẩn đã lên men đó, làm cho cả ngày nó càng tăng lên, nó không thoát được, mà đầu vào lại cứ tăng lên thì đương nhiên là nó giãn bụng rồi, nó trướng bụng rồi. Mà đã trướng bụng thì gì? Áp lực trong cổ bụng tăng lên, làm cho gì? Cản trở lưu thông của mạch máu, thiếu oxy, làm cho xuất tiết dịch vào trong lòng ruột, từ lòng ruột lại ra ổ bụng, lại càng làm cho trướng bụng. Và cái vòng xoáy bệnh lý này nó cứ luân hồi luân phiên, làm cho bệnh nhân càng ngày càng xấu đi. Nếu như chúng ta không giải quyết kịp thời thì bệnh nhân rất dễ tử vong. Vâng, và đến đây thì các bạn có thể là nói là đã nắm hầu như là khá hoàn chỉnh về cái triệu chứng tắc ruột rồi, trướng bụng rồi. Nếu các bạn chưa nhớ, chưa hiểu thì xem lại, đến khi nào nhớ, hiểu thì thôi. Và nếu như có comment, có hỏi gì thì các bạn bình luận phía dưới, tôi sẽ giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại.